Chân Mệnh Đế Tiên, tập 38. Ra khỏi Linh Thảo Viên, Diệt Đế Hào cứ thế đi về phía Linh Đan Các. Lúc này, trời còn chưa sáng, nhưng ngoại môn Hằng Nhạc Tông đã có rất nhiều đệ tử chạy ra ngoài hấp thu linh khí của đất trời. Khi Diệt Đế Hào đi tới thì đã kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Trong mắt mọi người rõ vẻ kinh ngạc vì mới hôm qua Diệt Đế Hào còn trọng thương đầy mình, thế mà hôm nay đã có thể đi lại nhảy nhót bình thường rồi. Khả năng hồi phục của tên tiểu tử này thật kinh người. Ta nhớ lúc hắn mới tới đây cũng mới chỉ ở tầng ngưng khí thứ nhất. Vậy mà chưa đầy 2 tháng, hắn đã lên tới tu vi ngưng khí đỉnh phong rồi. Tốc độ tiến giới quá nhanh. Diệp Đế Hào từ từ đi tới, nhưng anh không để tâm tới những lời bình luận này. Tâm tư của anh lúc này đều dồn vào Tiên Luân Nhãn. Anh nhận ra, từ khi có được Tiên Luân Nhãn, mặc dù bản thân anh có cảm giác rất kỳ diệu, nhưng Tiên Luân Nhãn này lại không mạnh như những gì mà Khương Thái Hư đã nói. Ngoài khả năng nhìn thấu y phục người khác mặc, thì hôm nay anh vẫn chưa phát hiện ra khả năng khác của con mắt này. Lẽ nào chỉ vì mình không phải là người của tiên tộc, cho nên rất nhiều khả năng của Tiên Luân Nhãn đều không thể hiển hiện? Cũng chính vì mình không phải người của tiên tộc, cho nên Tiên Luân Nhãn không thể thích ứng với cơ thể của mình, đúng không? Diệp Đế Hào xoa xoa cằm lẩm bẩm, hay là tu vi của mình không đủ, còn xa mới có thể có được tư cách dùng tới Tiên Luân Nhãn chứ? Diệp Đế Hào không ngừng đưa ra suy đoán. Đối với anh mà nói, Tiên Luân Nhãn giống như một cái hộp chưa được khai phá, đầy bí hiểm, còn anh lại không có chìa khóa để mở nó ra. Điều anh cần làm chính là lĩnh hội nó trong những tháng ngày về sau. Khả năng đầu tiên của Tiên Luân Nhãn mình đã từng lĩnh giáo. Diệp Đế Hào thầm nhủ rồi ho hắng một tiếng. Trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện cảnh tượng phong tình nơi đáy vực thẳm. Sở Huyền mặc dù mặc y phục, nhưng trong mắt của anh lại chẳng khác gì không mặc cái gì. Nghĩ tới làn da trắng nõn nà và cơ thể với từng đường nét gần như hoàn mỹ của Sở Huyền mà Diệp Đế Hào không khỏi lâng lâng. Chuyện này không thể trách mình được, vì thực ra mình cũng đâu có biết Tiên Luân Nhãn có khả năng quỷ quái này chứ. Diệp Đế Hào vô thức gãi mũi. Anh tự tìm cho mình một lý do chính đáng. Không biết sư phụ xinh đẹp mà biết được thì có bóp cổ mình chết hay không nữa. Tạo nghiệp thật mà. Diệp Đế Hào khẽ giọng rồi sải bước vào bên trong Linh Đan Các. Từ xa anh đã trông thấy Từ Phúc đứng trước Linh Đan Các. Xung quanh còn có rất nhiều linh thảo và linh khí bao quanh. Từ trưởng lão, người muốn luyện luyện đan sao ạ? Thấy vậy Diệp Đế Hào sáng cả mắt, lút cút đi tới. Vừa thấy Diệp Đế Hào xuất hiện, Từ Phúc lập tức lôi anh đi. Trước tiên là liếc sang phòng Tề Nguyệt một cái, rồi mới khẽ giọng hỏi Diệp Đế Hào. Tiểu tử, sư muội Huyên Nhi nói với người hết rồi chứ? Vừa nghe vậy Diệp Đế Hào đảo mắt. Đương nhiên anh biết ý của Từ Phúc là gì. Đó chẳng phải là muốn nói tới mối nhân duyên của anh với Tề Nguyệt hay sao? Mặc dù biết Từ Phúc ám chỉ điều gì, nhưng Diệp Đế Hào vẫn lắc đầu giả ngây giả ngô, cố bày ra khuôn mặt hiếu kỳ nhìn Từ Phúc. Còn chưa nghe sư phụ nói cái gì cả, sư phụ muốn nói gì với con sao ạ? Chưa nghe sao? Từ Phúc xoa xoa cằm lẩm bẩm. Lẽ nào Huyền Nhi sư muội chưa nói với cái tên tiểu tử này sao? Trưởng lão, hôm nay người muốn luyện đan hay sao? Phía này Diệp Đế Hào xoa xoa tay, mắt sáng bừng lên nhìn Từ Phúc. Là một luyện đan sư, an tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được ở bên Từ Phúc quan sát luyện đan. Huyền Linh Đan. Từ Phúc đáp lời một cách tùy ý, rồi bắt đầu sắp xếp những linh thảo cần cho luyện đan. 2 ngày nữa Nguyệt Nhi sẽ vào nội môn, ta chuẩn bị trước cho con bé một chút đan dược. Nghe vậy Diệp Đế Hào suýt xoa. Đều là người làm sư phụ như vậy mà khác biệt lớn quá. Nghĩ tới Sở Huyền, Diệp Đế Hào lại day day trán. Sở Huyền, vị sư phụ của anh, đến cả linh đan hay linh dịch đều chưa bao giờ thưởng cho anh, lại còn ấn anh xuống đất tẩn cho anh 2 trận rồi. Từ Phúc không hổ là luyện đan sư trứ danh đã lâu, luyện chế ra linh đan 2 vân không hề chút áp lực. Mỗi một khâu luyện chế đều rất thành thục. Quá trình luyện chế Huyền Linh Đan mặc dù rắc rối, phức tạp, nhưng ông ta lại tiến hành đâu vào đấy. Diệp Đế Hào đứng bên cạnh im lặng, tĩnh tâm, chăm chú nhìn từng động tác của Từ Phúc, từ việc kiểm soát ngọn lửa, đề luyện,
mỗi một bước anh đều không bỏ sót. Không biết từ lúc nào, mắt Diệp Lý Hào nheo lại, anh có một cảm giác kỳ lạ. Đó chính là quá trình phức tạp luyện chế huyền linh đan của Từ Phúc trong mắt anh lại trở nên hết sức đơn giản. Đột nhiên, đạo tuyên luân ấn ký trên đồng tử tiên luân nhãn của anh di chuyển. Từ Phúc đang luyện đan và mỗi một bước luyện chế như kiểm soát ngọn lửa, đề luyện linh thảo như thế được ghi lại trong tiên luân nhãn. Không chỉ có vậy, quy trình luyện đan phức tạp lại tự động hiện lên trong mắt anh. Mỗi một cảnh tượng đều từ từ tự hiện ra. Các bước luyện đan phức tạp cũng được phân tích một cách chi tiết và trở nên đơn giản. Tiên luân nhãn còn có khả năng phục chế luyện đan thuật hay sao? Diệp Đế Hào khẽ sờ vào bên mắt trái của mình. Sự phỏng đoán của anh không phải không có lý do. Vì dùng tiên luân nhãn quan sát Từ Phúc luyện đan thì mọi thứ đều trở nên hết đổi đơn giản. Anh thậm chí có cảm giác này. Hiện giờ nếu như bảo anh đi luyện chế linh đan hai vân thì anh nhất định có thể luyện chế ra được. Diệp Đế Hào nhắm mắt lại như thể chìm vào trong trạng thái hết sức huyền diệu. Tiên luân nhãn của anh đã ghi lại toàn bộ thuật luyện đan của Từ Phúc, thậm chí còn diễn tiến lại hết sức đơn giản mỗi một bước luyện chế đan phức tạp. Diệp Đế Hào chìm vào trạng thái huyền diệu, thuật luyện chế huyền linh đan đã được ghi vào trong đầu anh. Vả lại, anh còn bất ngờ khi nhận ra huyền linh đan không chỉ có thể luyện chế như cách của Từ Phúc, mà sau khi tiên luân nhãn diễn tiến lại thì còn có cách luyện chế khác nữa. Hóa ra là vậy. Mặc dù nhắm mắt nhưng khóe miệng Diệp Đế Hào vẫn nở nụ cười thần bí. Đây là khả năng của tiên luân nhãn hay sao? Có thể phục chế lại thuật luyện đan của người khác, từ đó diễn tiến lại một cách kỳ diệu và đơn giản hóa mỗi một bước phức tạp. Xuất đan. Ở một bên Từ Phúc khẽ giọng vỗ vào lư luyện đan. Ngay sau đó liền có một viên linh đan màu xanh bay ra nằm vào trong lòng bàn tay của ông ta. Có thể gọi là thượng phẩm. Từ Phúc ở một bên vuốt râu, nhìn viên huyền linh đan sáng trong với những khí vân màu xanh bao quanh. Lúc này Diệp Đế Hào cũng đã mở mắt ra. Anh nhìn viên linh đan trong tay Từ Phúc rồi xoa xoa tay nói: Từ trưởng lão, để con thử luyện chế linh đan nhé. Ngươi sao? Từ Phúc nhướng mày liếc sang nhìn Diệp Đế Hào ở bên mà nói với giọng chẳng mấy dễ chịu: Người đến cả linh đan một vân còn khó khăn lắm mới luyện ra được, vậy mà còn muốn luyện chế linh đan hai vân sao? Ngươi muốn lên trời sao? Dạ không, thử làm sao biết ạ. Ngươi thì biết cái quái gì? Ta phải nói cho ngươi biết, luyện đan như là tu luyện, tuyệt đối không thể vội vàng, phải có căn bản mới thành chính đạo. Mặc dù khả năng của ngươi không tồi, nhưng phải giữ vững gốc rễ, không được tự phụ. Còn chỉ thử một lần thôi mà. Từ Phúc nói một tràng không ngơi nghỉ, nhưng Diệp Đế Hào căn bản không để tâm. Anh chớp mắt nhìn Từ Phúc nói: Luyện, cho ngươi luyện đó. Từ Phúc vuốt râu, phất vạt áo, lùi về phía sau vài bước, rồi ngồi trên phiến đá phía sau, mắng mỏ: Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Dạ, đa tạ trưởng lão. Có được sự cho phép của Từ Phúc, Diệp Đế Hào bật cười. Anh lập tức bước tới trước lư luyện đan, sau đó không quên xắn tay áo lên. Phía trước lư luyện đan, Diệp Đế Hào hít vào một hơi thật sâu, sau đó anh triệu hồi tiên hỏa, đẩy nó vào bên trong lư luyện đan. Tiếp đó là ba cây linh thảo vào trong lư. Diệp Đế Hào tập trung cao độ, linh hồn lực, chân khí, tiên hỏa đều được phối hợp một cách an ý. Ba cây linh thảo được cho vào lư luyện đan, chỉ trong một thời gian ngắn đã được tôi luyện triệt để. Ở phía xa, Từ Phúc đang khoanh tay, lập tức cau mày. Mới có mấy ngày mà thuật luyện đan của tên tiểu tử này đã thuần thục như vậy rồi, quả thực là hiếm có. Sư tôn. Vừa đúng lúc này Tề Nguyệt đi ra, thấy Diệp Đế Hào đang luyện đan, cô ta khẽ đến bên cạnh Từ Phúc. Nguyệt Nhi, đây là huyền linh đan. Từ Phúc đưa viên đan dược vừa luyện chế ra đưa cho Tề Nguyệt. Đợi lát nữa, vi sư luyện thêm cho con vài viên đan dược nữa, sau này ở nội môn sẽ có lúc dùng đến. Đa tạ sư tôn. Tề Nguyệt mỉm cười cất huyền linh đan đi, rồi mới nhìn Diệp Đế Hào ở cách đó không xa, thắc mắc: Hắn đang luyện chế đan dược gì vậy ạ? Huyền linh đan. Huyền linh đan sao? Tề Nguyệt bất ngờ, sau một hồi ngỡ ngàng, cô mới nhìn sang Từ Phúc hỏi thăm dò. Huyền linh đan là đan dược hai vân,
Sư tôn đã dạy cho hắn luyện chế được cả huyền linh đan rồi sao ạ? Ta làm gì rảnh tới mức đó? Từ Phúc Vấn Điềm nhìn Diệp Đế Hào rồi mắng mỏ, là hắn đòi luyện thử một lần, hắn tưởng luyện đan dễ lắm đấy. Thử thôi mà, cũng không sao ạ. Quá trình luyện chế linh đan hai vân vô cùng phức tạp, chỉ cần sai lệch một chút cũng có thể thất bại. Độ khó của việc luyện chế không phải linh đan một vân có thể so sánh được. Tên tiểu tử này quá tự phụ, xem ra vi sư phải tìm thời gian nào đó giảng giải cho hắn nghe mới được. Tề Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Từ Phúc, lặng lẽ quan sát Diệp Đế Hào. Trước lưu luyện đan, ánh mắt Diệp Đế Hào không hề tỏ ra quá nghiêm túc, ngược lại lại rất thoải mái. Mỗi một cây linh thảo được cho vào bên trong đều được anh đề luyện ra tinh hoa, sau đó dung hợp với tinh hoa của linh thảo khác. Tiền bối Khương Thái Hư, con đã hiểu sự đáng sợ của tiên luân nhãn rồi. Vừa luyện đan, Diệp Đế Hào vừa trầm trồ với khả năng khủng khiếp của tiên luân nhãn. Nếu như con đoán không nhầm, thì tiên luân nhãn không chỉ có thể diễn tiến lại thuật luyện đan của người khác, mà còn có thể diễn tiến mật pháp huyền thuật của người khác. Chỉ cần dùng tiên luân nhãn nhìn một lần là có thể ngộ ra được sự huyền diệu của sự việc. Diệp Đế Hào thầm nhủ, anh cố gắng kiềm chế mọi sự bất ngờ rồi lại lần nữa vung tay lấy thêm linh thảo cho vào lư luyện đan. Cứ thế nửa canh giờ trôi qua, ở phía cách đó không xa, cơ thể nằm ngã ra nghỉ ngơi của Từ Phúc lại ngồi thẳng lên. Ông ta nheo mắt nhìn Diệp Đế Hào đang bận rộn bên cạnh lư luyện đan mà lẩm bẩm, làm sao có thể chứ, các bước luyện chế phức tạp như vậy mà hắn mới nhìn một lần đã có thể làm được, khả năng của cái tên này. Là luyện đan sư thành danh đã lâu, Từ Phúc thực sự phải kinh ngạc bởi một tên vừa mới tiếp xúc với việc luyện đan mới mấy ngày như Diệp Đế Hào mà đã có thể thực hiện lại chưa hề sai một bước nào. Vả lại, điều khiến ông ta phải kinh ngạc hơn cả đó là ông ta thậm chí còn không hề cho Diệp Đế Hào thấy đan phương của huyền linh đan. Đây mới là điều khiến ông ta thắc mắc. Luyện đan không thể so với việc tu luyện. Mỗi một loại linh đan đều cần có đan phương tương ứng. Không có miêu tả chi tiết về đan phương thì quá trình luyện đan rất khó diễn ra thuận lợi mà không xảy ra sai sót gì. Thế nhưng hiện giờ không có đan phương chỉ dẫn, Diệp Đế Hào chỉ nhìn một lần đã có thể thuần thục luyện chế huyền linh đan. Vả lại không hề để xảy ra sai sót. Khả năng như vậy khiến Từ Phúc phải nể phục. Trong chốc lát, Từ Phúc đứng dậy, ông ta đến bên cạnh lư luyện đan. Từ trưởng lão, người đợi một chút, con sắp xong rồi. Thấy Từ Phúc đi tới, Diệp Đế Hào vừa điều khiển tiên hỏa vừa nhìn sang Từ Phúc. Luyện đan phải tập trung cho ta. Từ Phúc nạt, người đừng nghiêm túc vậy mà, không phải con đang luyện đan sao? Diệp Đế Hào bĩu môi. Từ Phúc không nói gì nhưng trong lòng ông ta thực sự đang rất hồi hộp và quá ngạc nhiên. Điều kiêng kỵ nhất trong kỳ luyện đan đó chính là bị quấy rầy. Kể cả là một luyện đan sư trứ danh như Từ Phúc cũng không dám phân tâm khi luyện đan. Thế mà tên Diệp Đế Hào trước mặt ông ta không những phân tâm lên tiếng nói mà còn không hề tỏ ra căng thẳng. Vả lại, ông ta còn quan sát nét mặt Diệp Đế Hào rất kỹ. Anh không hề tỏ ra áp lực, ngược lại hết sức thoải mái. Tên tiểu tử này là quái thai gì chứ? Từ Phúc lẩm bẩm, đôi mắt bất định. Bích Liên, Phù Dung, Ngọc Viêm Hoa. Ở bên, Diệp Đế Hào đã vung tay lấy ra hai cây linh thảo định cho vào trong lư luyện đan nhưng bị Từ Phúc ở một bên ngăn lại. Tiểu tử, vừa rồi ta không luyện như vậy. Từ Phúc trầm giọng, Bích Liên Phù Dung thuộc thủy, Ngọc Viêm Hoa thuộc hỏa, không cho chúng luyện cùng với nhau, ngươi chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thủy hỏa khác nhau, đây rõ ràng là điều kiêng kỵ, ngươi không nhìn ra sao? Dừng lại đi, ta cho ngươi xem đan phương của huyền linh đan. Luyện chế huyền linh đan không được để xảy ra bất kỳ sai sót ở bước nào, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể dẫn tới thất bại. Còn đương nhiên biết Bích Liên Phù Dung thuộc thủy, Ngọc Viêm Hoa thuộc hỏa, và càng biết thủy hỏa tương khắc. Diệp Đế Hào mỉm cười nhưng anh vẫn cho Bích Liên Phù Dung và Ngọc Viêm Hoa vào trong lư luyện đan. Tên anh hạ, không phải là ngươi đang lãng phí thời gian hay sao? Từ Phúc lập tức giận thổi râu trợn mắt. Nào ngờ Diệp Đế Hào ngẩng đầu cười, trưởng lão, Bích Liên Phù Dung
và Ngọc Viêm Hoa trời sinh không cùng một thuộc tính, một cây thuộc thủy, một cây thuộc hỏa. Trên lý thuyết là không thể dung hợp, nhưng luyện đan và tu luyện giống nhau, không phải đều chú trọng vào âm dương điều hòa hay sao? Nói xong, anh vung tay lên cho thêm linh thảo vào với huyền linh thảo vào trong. Huyền linh thảo trời sinh tính ôn hòa, dùng nó có thể sẽ trung hòa Bích Liên Phù Dung và Ngọc Viêm Hoa. Từ Phúc nghe xong chỉ đứng thẫn thờ một chỗ. Huyền linh thảo, Bích Liên Phù Dung, Ngọc Viêm Hoa. Từ Phúc lẩm bẩm, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Từ Phúc vuốt râu, bộ dạng như vỡ ra điều gì đó. Thủy hỏa mặc dù không dung hòa được, lại tương khắc, nhưng có thể điều hòa âm dương, lại thêm huyền linh thảo trung hòa, kỳ diệu, quả thực là kỳ diệu. Trong mắt Từ Phúc càng thêm phần kinh ngạc. Là một luyện đan sư, từ trước tới giờ ông ta chưa từng làm khác đi so với cách luyện chế của đan phương, cũng chưa từng cho hai loại linh thảo thuộc tính tương khắc vào trong lưu luyện đan cùng một lúc. Hiện giờ lời nói của Diệp Đế Hào khiến ông ta ý thức được rằng mình quá quy tắc. Hỏa diệt thất tinh hoa, huyết tinh thảo, xà duyên quả. Ở một bên, Diệp Đế Hào lại lần lượt cho linh quả và linh thảo vào trong lưu luyện đan. Trong lúc này, Từ Phúc không rời mắt khỏi Diệp Đế Hào. Mỗi một hành động của Diệp Đế Hào ngày hôm nay thực sự đã vượt qua mọi dự liệu của ông ta. Mới còn trẻ như vậy mà anh đã hiểu biết về luyện đan như thế. Đây quả là điều mà ông ta không thể ngờ tới. Có lẽ hắn có thể luyện ra được huyền linh đan, Từ Phúc thầm nhủ trong lòng. Tiếp sau đó, Diệp Đế Hào không dám sơ suất, vì luyện đan đã tới thời khắc quan trọng. Vả lại trán anh cũng đã mướt mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đi nhiều. Mặc dù anh đã phá được huyền cơ của huyền linh đan, nhưng linh hồn lực vẫn chưa chịu nổi gánh nặng này. Sư tôn, hắn có thể luyện chế ra được huyền linh đan chỉ sau một lần quan sát hay sao? Ở phía cách đó không xa, Tề Nguyệt nhìn Từ Phúc với vẻ mặt không thể nào tin nổi. Từ Phúc khẽ gật đầu, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Khả năng luyện đan của tên này đã không còn là việc mà ta và đan thần có thể so sánh được rồi. Khả năng luyện đan của hắn có thể so với đan vương của hàng nghìn năm trước. Đan vương. Kể cả là Tề Nguyệt khi nghe xong thì cũng không khỏi trợn tròn cả mắt. Ngươi là người mà sư tôn nói chính là lão tiền bối suýt đoạn luyện ra được thiên tịch đan hay sao? Từ Phúc lại lần nữa gật đầu. Tề Nguyệt chìm vào trong trạng thái kinh ngạc. Có thể khiến một luyện đan sư trứ danh như Từ Phúc nói ra câu này, lại được so với đan vương của hàng nghìn năm trước, tên Diệp Đế Hào này vinh dự thế nào chứ? Xuất đan. Khi Từ Phúc và Tề Nguyệt còn đang chấn kinh thì Diệp Đế Hào đã hô lên. Trong tay anh lúc này là viên đan dược với sắc xanh. Vì luyện chế huyền linh đan mà anh đã hao kiệt sức lực. Vừa cầm được huyền linh đan thì đã ngã vật ra đất, được Tề Nguyệt đỡ lấy. Hắn luyện ra được rồi. Từ Phúc như hóa đá. Anh mới chỉ có mười mấy tuổi, mới chỉ ở tu vi ngưng khí, thật khiến người ta phải nể phục. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp hàng Nhạc Tông. Trong linh đan các, cả ba người cùng ngồi trước bàn ăn. Diệp Đế Hào ăn lấy ăn để thức ăn trên bàn. Ở một bên, Tề Nguyệt và Từ Phúc nhìn ăn y như nhìn một con quái vật. Trời vừa sáng, Diệp Đế Hào đã cho bọn họ một bất ngờ. Một tên tiểu bối tu vi ngưng khí vừa mới tiếp cận với thuật luyện đan chưa lâu mà đã có thể luyện chế ra linh đan hai vân. Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì nhất định sẽ làm dấy lên làn sóng mới. Tiểu tử, người chắc chắn ngươi không hề xem trộn đan phương của ta chứ? Từ Phúc hỏi một câu mà không biết đã hỏi tới mấy lần. Con chưa từng coi mà. Diệp Đế Hào vừa kéo bát cơm lại vừa đáp. Vậy không đúng. Từ Phúc hoài nghi. Người chỉ nhìn có một lần mà đã có thể luyện ra được huyền linh đan. Người nói thật cho ta biết đi, có phải là có cao nhân nào chỉ dạy cho ngươi hay không? Không ạ. Diệp Đế Hào lắc đầu quầy quậy. Vậy thì càng kỳ lạ. Từ Phúc gãi đầu đứng dậy đi vào nội đường, vừa đi vừa lẩm bẩm. Là ta đã già rồi sao? Nhìn bóng Từ Phúc rời đi, Tề Nguyệt cũng gãi đầu cười nói. Ngoài tiền bối đan thần ra thì đây là lần đầu tiên ta thấy sư phụ khen một người như vậy. Diệp Đế Hào,
người khiến sư phụ bất ngờ lắm đấy. Vừa nghe vậy, Diệp Đế Hào hò hắng, chỉ biết cúi đầu ăn cơm một mặt. Phía bên này, Tề Nguyệt mỉm cười, lấy ra một tấm bản đồ với linh quang chiếu rọi, giơ trước mặt Diệp Đế Hào. Có thể thấy, bản đồ này vẽ về một khu rừng hoang, vả lại còn rất chi tiết, đánh dấu cũng cẩn thận rõ ràng. Đây là cái gì? Diệp Đế Hào đặt bát đũa xuống, hiếu kỳ nhìn tấm bản đồ trước mặt. Đây là bản đồ rừng hoang, Tề Nguyệt giải thích. Nó là thông đạo liên kết nội môn và ngoại môn. Còn 2 ngày nữa chúng ta phải đi xuyên khu rừng này để vào nội môn. Thế nhưng điều kiện là phải vượt qua được khu rừng này. Cái này mà tỷ cũng lấy được sao? Diệp Đế Hào bất ngờ. Có cái gì mà không được chứ? Vạn Bảo Các ở ngoại môn có bán. Bán đồ rừng hoang cũng không phải là bí mật gì. Tề Nguyệt nói nhẹ như không. Vả lại các đệ tử có thể chiến thắng ở trận so tài ngoại môn, làm gì có ai không có khả năng vượt trội. Trận pháp hiểm hóc ở rừng hoang và những yêu thú kia căn bản đều là sắp đặt. Phần làm khó chúng ta nhất chính là các đệ tử được nội môn cử tới để làm khó chúng ta. Nói tới các đệ tử nội môn phái tới, Tề Nguyệt lại nhìn Diệp Đế Hào, đôi mắt xinh đẹp ấy chợt có phần kỳ lạ. Sao tỷ lại nhìn đệ như vậy chứ? Bị Tề Nguyệt nhìn chăm chú như vậy, Diệp Đế Hào cảm thấy mất tự nhiên. Người có biết các đệ tử được cử đi có những ai hay không? Tề Nguyệt vừa nói vừa không quên dây dây trán. Sư tỷ biết sao? Các đệ tử được tờ phái tới thử thách chúng ta có 5 người ở cảnh giới chân dương, 3 người ở cảnh giới nhân nguyên đỉnh phong, 50 người ở cảnh giới nhân nguyên tầng thứ 9, còn có thủ từ của nhân dương phong, đường huynh của Giang Hạo là Giang Dương, đệ tử chân truyền đệ nhất địa dương phong Khổng Tào, Tả Khâu Minh thủ từ đệ nhất của giới Lật Đường ở ngoại môn cũng trong số đó. Bọn họ đều là những người đạt tới tu vi chân dương thực thụ. Vừa nghe Tề Nguyệt nói vậy, Diệp Đế Hào dịch khóe miệng. Có phải đệ sắp gặp phải chuyện rồi không vậy? Đệ gặp chuyện rồi đấy. Tề Nguyệt vẫn dây trán. Sư tỷ của ta ở nội môn nói rằng Khổng Tào, Tả Khâu Minh và Giang Dương thề sẽ phế ngươi ở trong rừng hoang, cho nên ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Trưởng lão của nội môn có phải có thành ý không vậy chứ? Diệp Đế Hào bưng mặt. Ở cuộc so tài ngoại môn, anh chạm phải quá nhiều kẻ mạnh. Thử thách rừng hoang này thêm bao nhiêu cao thủ đợi anh nữa chứ? Anh gần như thấy được tình trạng thảm hại của bản thân sắp tới. Không nói tới cái khác, chỉ nói tới 3 người Khổng Tào thôi. Đó chính là 3 tên ở cảnh giới chân dương thực thụ, không phải những tên cảnh giới nhân nguyên mà có thể so bì được. Nếu như bị bọn hắn chọn chặn lại còn bị đánh hội đồng, không chết mới lạ. Thử thách ở rừng hoang chính là sự phối hợp đồng đội, cho nên ngươi cầu nguyện mình được phân về đội mạnh một chút đi. Tề Nguyệt nói, nếu như được phân về đội Tạ Vân, Hoắc Đằng thì đánh vào nội môn không phải vấn đề. Huống hồ rừng hoang kia diện tích lại rộng, bọn họ không thể dễ đuổi theo ngươi. Dù sao thì ngươi cũng tự cầu phúc cho mình đi. Tề Nguyệt nhún vai bất lực rồi cũng đứng dậy rời đi. Các người mạnh. Diệp Đế Hào cũng đứng dậy theo, cứ thế đi tới trước Lưu Luyện Đan, vùng tay lấy những linh thảo hái được ở linh thảo viên ra. Ngay sau đó, tiên hỏa lại được triệu hồi, sau đó từng cây linh thảo được anh cho vào Lưu Luyện Đan một cách thuần thục. Anh muốn dốc sức luyện thêm nhiều hồi huyền đan, vì anh có một dự cảm thử thách ở trong rừng hoang, nhất định không thể chỉ đánh một trận được. Còn hồi huyền đan là viên đan dược bồi bổ lấy lại sức lực, đương nhiên phải dự phòng nhiều thêm một chút. Hoặc có thể vì tiên luân nhãn nên anh lại phải luyện chế hồi huyền đan. Thủ pháp đã thuần thục hơn nên đến cả tốc độ cũng tăng lên hết gần 3 lần. Chẳng mấy chốc, bên trong linh đan các có mùi hương thơm ngào ngạt, chỉ cần ngửi thôi cũng có cảm giác toàn thân khoan khoái. Từng viên hồi huyền đan được luyện chế ra, viên nào viên nấy phẩm giới không hề thấp, còn phát sáng long lanh như long nhãn. Ở một bên, Tề Nguyệt cũng thay một bộ y phục trắng tinh bước ra, trong tay cầm theo linh kiếm màu tím. Trông có vẻ trước khi vào nội môn, cô còn định tu hành lần cuối. Vút! Ngay sau đó, âm thanh tiếng kiếm được quất ra, Tề Nguyệt chẳng mấy chốc đã bước vào trạng thái tu luyện. Diệp Đế Hào đang luyện đan tò mò quay sang nhìn. Bộ pháp của Tề Nguyệt nhẹ nhàng,
thần pháp huyền diệu. Thanh trường kiếm trong tay được di chuyển hết sức linh hoạt, kiếm pháp ảo diệu, cánh hoa hư ảo như có như không. Lạc Anh ngự kiếm quyết. Diệp Đế Hào lẩm nhẩm như nhận ra mật thuật về kiếm mà Tề Nguyệt đang thi triển. Trong chốc lát, anh mở ra tiên luân nhãn bên mắt trái, ghi nhớ lại cảnh tượng Tề Nguyệt múa kiếm. Mỗi một chiêu thức của cô đều được ghi lại vào trong tiên luân nhãn. Chẳng mấy chốc, đạo ấn ký tiên luân của tiên luân nhãn đã ghi chép lại mỗi một động tác của Tề Nguyệt. Lạc Anh ngự kiếm quyết của Tề Nguyệt được sức mạnh thần bí bên trong tiên luân nhãn phân tích, diễn tiến lại, sau đó đem huyền cơ trong đó phản ứng lại cho Diệp Đế Hào. Tề sư tỷ, đệ không phải học lén mật thuật kiếm của tỷ, đệ chỉ đang muốn xác minh một việc. Diệp Đế Hào chăm chú quan sát Tề Nguyệt. Quả thực, anh đang muốn xác minh một việc, đó là khả năng diễn tiến, phục chế của tiên luân nhãn. Tiên luân nhãn có thể ghi lại thuật luyện đan của Tử Phúc, vậy thì có thể phục chế diễn tiến lại mật thuật, huyền thuật của người khác. Thực tế chứng minh suy đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Nhờ có tiên luân nhãn, Lạc Anh ngự kiếm quyết của Tề Nguyệt được diễn tiến lại một cách chi tiết. Quả là khả năng bá đạo. Diệp Đế Hào mỉm cười, anh thu lại ánh mắt. Có khả năng này, còn lo sau này không có huyền thuật, mật thuật hay sao? Diệp Đế Hào tĩnh tâm, dốc sức chuyên tâm vào việc luyện chế hồi huyền đan. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, anh mới thu lại tiên hỏa trong tình trạng cơ thể mệt mỏi. Diệp Đế Hào nằm vật ra đất, anh đã dốc hết sức luyện đan, nên linh hồn lực của anh phải gánh chịu áp lực rất lớn. Cơn đau cứ thế dội vào đầu anh, mặt anh đã trắng như tờ giấy. Có điều sự nỗ lực của Diệp Đế Hào cũng không phải không có kết quả. Khổ luyện cả một ngày trời, anh đã thu được kha khá đan dược, chỉ ít thì cũng đủ dùng trong rừng hoang.